làm rồi nữa tính tiền tôi. Dạ. Không sao đâu, rồi để cho em nó cho hoàn thành nó về nó ở được rồi, chứ nó cứ nghe nó bệnh gì đó. Ừ, đau nối răng nó với mấy em YouTube dí nó quá, nó không có đường ấy. Sáng sớm rồi nó kêu nó kéo chạy tới chạy lui rồi nó làm nó phụ mà phụ chi, tôi nói khỏi phụ. Bi xin kính chào cô chú anh chị và quý vị. Hiện tại Bi đang có mặt ở nhà bác Ba Trầu. Đây là cái bếp cơm từ thiện đó quý vị nha. Và địa chỉ Bi sẽ cho quý vị luôn, tại vì có rất nhiều cô chú anh chị hỏi về địa chỉ quý vị, về bác Ba Trầu quý vị. Đây là địa chỉ số nhà. Sẵn tiện ngày hôm nay thì Bi sẽ đưa địa chỉ cho bác Ba cho quý vị thấy, cũng như là số điện thoại bác Ba để quý vị liên hệ. Có rất là nhiều cô chú anh chị rất là cần cái những phương thuốc đó, thì BB sẽ một ngày hôm nay đến đây trực tiếp sẽ cho địa chỉ cũng như là quay bác Ba về cái cách làm từ thiện, rồi hỏi một số thông tin về cái việc giúp đỡ của Trọng quý vị, vì bác Ba là ba nuôi của Trọng quý vị nhé. Bây giờ BB sẽ vào bên trong với bác Ba nha quý vị. Dạ xin chào cả nhà. Thì sáng giờ cũng lu bu rất là nhiều công việc, thì sáng giờ bác Ba cũng khách rất là đông nên là chưa có đến để mà nói chuyện với bác Ba. Thì bây giờ thì bác Ba sẽ chia sẻ cho cả nhà nghe về cái căn nhà của anh Trọng, của bác Ba. Hồi sáng giờ con nghe bác Ba nói là bác Ba qua cái khu mà bác Ba đang cấp cái căn nhà chòi cho anh Trọng đó bác Ba. Thì bây giờ cái công trình đó bây giờ mình tiến hành tới đâu rồi bác Ba? Giờ làm cũng sắp xong rồi em. Dạ. Bây giờ đang ở bển đang cán nền lót gạch. Lúc đầu thì tính cán cho sạch sẽ thôi. Dạ. Thì bây giờ thôi mua gạch đồ lót rồi làm nhà tắm cầu tiêu đâu cho nó đẹp cho em. Thì hồi trưa khoảng 9-10 giờ gì đó có Lê Thanh Thiện lại, giờ nói có ai hỗ trợ gì được 15 triệu mấy đó. Dạ. Ở nước ngoài bên Đan Mạch đó, thì tôi giao cho Hai Phước đó giữ số tiền đó rồi để tu bổ vô thêm cho đẹp cho Trọng. Thì chứ còn thì tôi giao cho cậu Hai Phước đó làm coi cái gì đó đẹp đẽ, chứ mua ba cái đá mì chải ở trước cho sạch sẽ. Yeah. Để mấy đứa nhỏ nó chạy tới chạy lui nó không bị dơ. Là khoảng mấy ngày nữa là mình cái căn nhà xong không qua? Ngày nay nữa là lót gạch nữa, gắn cửa đồ này kia kia nọ. Dạ bác Ba con thấy cái nhà trong cũng mốt cũng ở được rồi mà hồi nãy có nói có nó đó với Thiện đó, thì đó thì công chuyện đó thấy như vậy rồi đó, thì tùy muốn qua giờ nào cũng được hết. Dạ có thấy đằng phía sau nhà có cái mé sông á bác, rồi có làm cái hàng rào tại nhà có sao đó là làm kéo lưới 40 em chưa để cái hàng rào sát mé sông mà nít không à. Nó xa mà tôi phải làm lưới 40 vào ở sau rồi làm cửa ở ngoài sau, tại vì mấy đứa nhỏ ở xung quanh mấy cái chòi xung quanh đó. Yeah. Thì cái chỗ đó là cái bến dừa. Yeah. Đặng ghe đồ này kia ta đem lại ta giao dừa, nó mua dừa nó bán đó, thì có mở cửa ra đặng cho nó lên dừa xong rồi kéo cửa lại. Khoảng sau đó thì chắc tôi cũng phải đổ thêm xà bằng cho sạch sẽ, chứ đang đi tới đi lui với tụi nó có muốn làm cái gì á thì nó coi cho nó sạch. Cái đó là ngay cái bếp cơm luôn đúng không bà? Thì cặp cái bếp cơm á. Thì một vòng vòng sau đó thì nhà cụm đó thì cũng cho mấy người nghèo ở Bến Tre đồ xa xứ đồ đó ở cũng bộn mà.
Dạ, cái khu đó là thấy chú Hai Phước là cấp những cái căn nhà để mà cho những anh chị cô chú vô gia cư mà người ta ở, thì cũng có người là ở cũng trên 10 năm rồi đó các bạn. Có một tốp thời gian trước á, 9-10 năm gì trước á, thì có tốp mấy đứa em ở ngoài Bắc vô á. Dạ. Thì cũng cho mấy nó ở đó. Giờ nó bằng có điều kiện làm ăn khá, giờ nó đi về Bình Dương nó mua đất mua nhà, giờ nó để lại đó. Ừ, hồi đó nó cắt bao nhiêu triệu thì tôi trả lại bao nhiêu triệu để cho người khác ở. Dạ. Chứ thì nó ngay cậu Hai Phước thì hỗ trợ gì cái tinh thần với chỗ. Dạ. Còn lặt vặt cái này kia cái nọ rồi thiếu đủ hay là mấy người đó ế ẩm mà làm ăn không được thì gạo tóc hay là hoặc là tôi hỗ trợ sao hồi đó giờ vậy. À, con nghe chú Hai Phước nói là cũng cho khi có mấy bạn mà sinh viên mà mới lên mà chưa có chỗ ở là chú Hai Phước cũng cho mấy bạn vô ở luôn á chú Văn. Thì bất cứ khó khăn là vất vả không có nơi chỗ thì mà nương tựa thì nó ngay cậu Hai Phước rồi nói tôi nghe rồi chú Ba ơi nói vậy đó. Vậy giờ chú tính sao thì nói tôi bây giờ nó mấy đứa ai để đồng ý ở thì mình che lên cho ta ở. Rồi mua cây mua tiết rồi dừng tre rồi đổ trà bằng cho cao ráo chặt chẽ thì lên cho ở, ai ở được thì ở, rồi có điều kiện thì đi đó tùy thôi, rồi cho người khác đó lâu đợi chứ không phải mới đây em chậm đâu. Dạ. làm gì đó thì hỗ trợ thì phần tôi, còn cái chỗ thì của Hai Phước. Dạ. Hôm qua con lại thì cũng thấy cũng rất là nhiều những cái nhà đó cũng rất là nhiều cô chú ở đó. Dạ bác Ba, hôm qua thì bác Ba có nói là chú Hai Phước lên bên ủy ban hay là ấp gì đó xin mà để xây dựng thì là cái kết quả là nó ok hết đúng không bà? Rồi xong rồi nghe nói vậy thì người ta phải tới coi. Dạ. Con mình làm cái gì. Dạ. Đó. Tại vì cậu Hai Phước chạy đi kiếm gặp ông trưởng ấp. Dạ. Thì ông trưởng ấp ông nói ông nghe thì ông chạy xuống thì ông nói cho ông thấy ông biết gì đó thế nào. Dạ. Chứ không có gì. Dạ. Là trong vòng khoảng chiều nay hoặc là ngày mai nữa là cái căn nhà của anh Trọng sẽ hoàn thành hết ba. Thì xong đó. Thì nãy có đâu hậu hết đó thì tôi nói bây giờ nói gì thì em nó còn con nhỏ rồi này kia cái nọ tôi không có cho lại phụ. Dạ. Để làm ở đây 5-7 người ở đây chứ cũng có 1-2 người trợ đó thì làm nữa tính tiền tôi. Dạ. À, không sao đâu, rồi để cho em nó cho hoàn thành nó về nó ở được rồi chứ nó cứ nghe nó bệnh gì đó đau nó răng nó với mấy em YouTube dí nó quá không có đường ấy. Sáng sớm rồi nó kêu nó kéo chạy tới chạy lui rồi nó làm nó phụ mà phụ chi tôi nói khỏi phụ có người làm bữa thứ hai nữa tùy em muốn về thì về chứ giờ bữa nay cán đền là lót gạch liền vừa gắn cửa gắn đồ là trong ngày nay là xong à. Thì con cũng thấy là Trọng cũng sức khỏe không được tốt á cho nên tụi con cũng có muốn gặp để quay Trọng nữa. Thì để hỏi về vấn đề xây nhà cũng như là mình muốn giúp về cái việc là xây nhà tới đâu rồi thì tụi con đến tìm mai nữa rồi em. Dạ, tụi con đến tìm kiếm bác Ba để hỏi trực tiếp nó hay hơn thay vì gặp Trọng, tại vì Trọng cũng sức khỏe không ổn với lại lo con cái đông quá. Rồi bác Ba cái bếp cơm mình thì mùa dịch này thì vẫn hoạt động bình thường hả bác Ba? Bình thường em mà thì nó ngay cũng hạn chế được chút đỉnh thôi. Dạ. Chứ không có quyền tập trung. Cái cơm nước thì vẫn nấu bình thường không nghỉ. Dạ. Còn cái số mà mình ngưng cho thì tôi có vô gạo 5kg rồi mì gói nước tương chao thì thấy ai khó khăn là hoặc dây chai với số nào mà người nào khó khăn thì tôi hỗ trợ cho thêm
không dài cũng lay ra cho đều đều vậy, mà mình không có trương lên rộng quá. Dạ. Nhiều hôm nó cho cái là ai giờ có giờ nó cũng cũng lấy nữa, họ cũng kinh nữa, bao nhiêu cũng không đủ, thì tôi thấy khó khăn thì gần lại đây thì tôi chia sẻ chút đỉnh nha. Dạ. Lai dài không dài cũng cũng bộn. Rồi cái vấn đề mà thuốc thang mà bữa giờ bác ba gửi với các tỉnh hoặc gửi đi ra những cái nơi xa thì bác ba, thì cái những cái thuốc đó là mình bên ở dưới người dân người ta điện thoại lên người ta cho địa chỉ bác ba, hay là bác ba gửi đến cơ quan, hay là gửi đến một cái nơi nào đó? Người ta ở các tỉnh á thì người ta cần thì ta điện, rồi người ta cho địa chỉ nhà. Dạ. Rồi người nhận cần thuốc gì á thì nhắn tin qua, thì tôi coi rồi tôi gửi cho đi các tỉnh hay là ra nước ngoài. Dạ. Thì ngày qua mới gửi cho cũng 4-5 người nước ngoài. Đã bà gửi ra nước ngoài luôn không bà? Thì lai rai qua nước ngoài thì cũng 5-10 người, năm một lần này tôi gửi 5-10 người vậy. Và những cái bạn mà những cái cô chú mà ở dưới quê xa là bác ba không lên đây được, là bác ba gửi về dưới gửi cho bưu điện. Dạ, gửi về bưu điện. À, gửi bưu điện nhiều lắm, nói chung là gửi từ miền Bắc mà ra tới miền Nam này á, thì gửi một lần ấy là cả trăm á. Dạ. Một lần tập trung với ghi ra phiếu hết đó, rồi ra bưu điện gửi lần 70-80, 100 mấy không chừng. Dạ. Ghi nhiều thì giao nhiều vậy. Bữa bác ba có nói với con đó là phương châm bác ba là sống cho ăn, chết là cho hòm. Thì cái việc mà có nhiều cô chú hỏi là cho hòm là như thế nào, bác ba có thể chia sẻ lại giúp con được không? Có nghĩa là cái phương thức nó như thế nào đó, bác ba? Thì đói cho ăn, yeah. Đau giúp thuốc, chết cho hòm là cho, tôi cho hòm. Nếu muốn về quê là chôn thì tôi đưa về quê, còn mà thiếu ở đây rồi thì mình cho theo cái cách thiếu. Dạ. Chứ có gì thì giờ không lẽ giờ cao giờ thì đói thì mình cho ăn, đau cho thuốc, chết cho hòm thì tôi hồi xưa tới giờ vậy. Ở ba ơi, thì có rất là nhiều cô chú anh chị ở miền Tây rất là xa và miền Bắc lận, thì cũng có là muốn biết số điện thoại bác ba cũng, rồi có nhiều người thì cũng muốn đến tận nơi, thì bác ba có thể cho biết địa chỉ và số điện thoại được không ạ? Thì địa chỉ thì đường Phạm Hùng hẻm 41, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Còn số điện thoại của tôi là 0909 209 004. Thì muốn tới hay là muốn gọi, không có điều kiện tới xin thuốc thì gọi tôi cho địa chỉ ha, gửi tin nhắn qua cần bệnh gì, cần thuốc gì thì gửi địa chỉ qua thì tôi sẵn sàng tôi gửi cho. Dạ, dạ, cảm ơn bác ba. Và bây giờ video đã dài rồi, BB sẽ cập nhật tình hình tiếp theo cho quý vị xem nha. Và ngày mai BB sẽ tiếp tục chuyến hành trình về miền Tây để giúp đỡ bà con miền Tây quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.